Nhiều năm qua, mỗi khi thấy chậu bưởi diễn vàng tươi xuất hiện trên đường Mai Chí Thọ, thành phố Thủ Đức, nghĩa là Tết đã đến rất gần. Với nhiều năm kinh nghiệm kinh doanh bưởi Tết, một chủ vườn cho biết thị trường thành phố Hồ Chí Minh không chuộng bưởi chiếc cành mà chỉ thích cây một thân một cốt, cao và có bóng tỏa đẹp. Song song đó, do chất lượng bưởi diễn năm nay giảm, lượng bưởi diễn nhập về thành phố Hồ Chí Minh phục vụ Tết vì thế cũng giảm 40% so với năm ngoái. Năm nay giá bưởi diễn cạnh tranh hơn nhờ giá xăng dầu giảm, chi phí vận chuyển giảm, đồng thời nhà vườn cũng thay thế phương tiện vận chuyển để chở được nhiều hàng, bớt chuyến nên giá bưởi giảm được 30% so với năm ngoái. Bưởi diễn trưng Tết bán từ 20 triệu đồng đến khoảng 65 triệu đồng trên chậu. Thời điểm này, vườn đã giao gần một nửa số chậu bưởi diễn cho khách quen, khách hàng mới, khách lẻ chủ yếu đi tham quan. Theo một chủ vườn, mức giá chậu bưởi mà khách hàng mua để làm quà tặng có giá trung bình từ 20 đến 40 triệu đồng trên chậu.